Rồi, sầu riêng của người Lào là không có xài thuốc, trồng tại đất nước Lào, trồng ở tại bản Lào. 1 kg 35.000 tiền Việt, 20.000 tiền Lào. Bây giờ Thi sẽ mua 1 kg để Thi lột ra ăn tại chỗ. Tiếng Lào người ta kêu bằng sầu riêng là mạc thu riêng. Ngon quá. Mạc thu riêng đó. Sự xoài đó. Khải bù đi nè. Sự xoài đó, khải thuốc thuốc đó. Rồi Thi kêu vua đi. Tiếng Lào là đó. Thập chạy đó. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hiện tại là Thi đã rời tại tỉnh Pak Se Champasak rồi. Bây giờ Thi sẽ đi qua bên tỉnh Pak Son ở tại Lào. Và cái nơi này lạnh giống như Đà Lạt vậy đó. Nhưng mà nhiều nhất là đó chính là sầu riêng Lào. Sầu riêng Lào này người ta nói là Mạc thu riêng Lào với lại khóm. Ở nơi đây là người ta tự trồng luôn nha mọi người nha. Có cây sầu riêng luôn. Bây giờ là Thi đang ở trên nơi đây là tỉnh Pak Son và đất rất là đỏ nha mọi người. Đất đỏ, người ta trồng khóm rất là nhiều. Trồng khóm nè, với lại nhà của người dân Lào nè mọi người. Nhà dân Lào thì nhà sàn nha mọi người nha. Đó, rất là cổ kỹ luôn, cũng rất là dễ thương. Và người dân cũng mua bán giống như mình vậy đó. Với lại hả, nhìn thấy rất là thích luôn. Và nhớ về cái cảnh ngày xưa á, Thi khổ á, Thi đi theo quê này nè, Thi đi chơi theo người ta, Thi ăn cơm nếp này nọ. Thì bây giờ Thi quay lại cái hành trình cuộc sống của Thi ngày xưa đã ở đây rồi đó. Thi nhìn cái căn nhà nhìn rất là dễ thương. Và những cái chòi gian hàng như vậy thì người dân Lào người ta hay bán. Hay bán để cho người dân địa phương giống như là đi đây đi đó. Có thể là mình ngồi ăn được, uống được ở nơi đây. Đó. Anh đi bon yut hay khôn năng dù thế ni. Là Thi nói là cái giống như là cái trại này để dành cho người dân đi theo đường để ngừng ở đây. Sầu riêng á, nó chưa chín quá nhưng mà nó ngọt mà nó béo ha. Nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Mà nó thơm cái mùi cực kỳ luôn nha mọi người. Thơm á, ăn vô nó có vị béo ha. Tuy sống nhưng mà rất là ngon, giòn sực sực, thơm rừng rực luôn. Cực kỳ ngon. Tại Lào, sầu riêng không hộp kilo giá 60.000 tiền Lào nha. Cảm ơn tất cả anh chị em hãy đón xem tại tỉnh Pak Son với Thi. Lên xe. Let's go. Kính thưa tất cả anh chị em và quý vị và khách khán giả của bên kênh Thi Vlog hôm nay. Bữa nay Thi sẽ qua tới chợ Pak Se rồi. Nguyên cái con đường này là xóm Việt Kiều Việt Nam. Nguyên cái con đường này bán đồ Việt Nam hết. À. Nguyên con đường này là người Việt Nam bán hết và sinh sống ở nơi đây và nhập tất cả các mặt hàng ở tại đất nước Việt Nam luôn, cả giày dép và bóp. Tất cả các dụng cụ đồ xài để cho tất cả người dân ở nơi đây xài thì rất là vui được gặp bà con có bác đã biết Thi. Cô này ở Sài Gòn hả? Cô này bán ở đây bao nhiêu năm rồi? 25 năm rồi, Sài Gòn đó, mấy Sài Gòn rồi Lào đó. À, Hà Huế, à Hà Nội. Mà đi gốc Sài Gòn. À, người Huế. Mà chị ở đây sống bao lâu rồi? 25 năm rồi. 25 năm. Bữa nào ghé Sài Gòn chơi nha. Nhưng mà mấy chị bán ở đây đông vậy nè, có thấy bao giờ cạnh tranh với nhau không hay là tự? Đập nhau gần ngay. Đập nhau hả? Ai đập nhau với ai? Dép với dép đập nhau hả? Rồi bắt đầu quần áo với quần áo đập nhau luôn. Đây mô. À? Môi đập mô xoáy tới xoáy lui. Xoáy tới xoáy lui. Bà này bán 20, bà thì bán 10.000. Nắm đầu đánh nhau luôn hả? Trời ơi ghê vậy. Ngồi xoáy xoáy chập bưng lùng. Vui quá vậy. Trời ơi. Rồi bà bán gì đây? Đây. Rồi bà bán dép và bà này bán dép, hai người có thân không? Không, đập nhau. Đập nhau, đập nhau luôn. Ngày một chuyện, ngày mai nó chuyện lại. À, đập nhau rồi ngày mai nói chuyện lại. Chuyện lại. Hai bà này đập nhau hả? Trời ơi. Biến lý năm. Vậy hả? Hai người quýnh nhau xong rồi giành lộn nhau bán giá cao giá rẻ. À, vui. Ngày mai nói chuyện lại. Ngày mai nói chuyện lại, rồi ngày mốt đập tiếp. Đập tan nát luôn hả? Có bao giờ đập mà gãy xứng mũi không? Không. Không hả? Đập bình thường thôi. Đập vậy luôn á. Đập như kỳ vậy. Trời ơi vui quá. Chị, ở đây chai Lào hả? Đây chai Lào hả? Hello ai? Bây này, bây sấy á. Sư y dặn. Ngam lo. Rồi cảm ơn mấy anh chị nha. Chúc mấy anh chị mua may bán đắt. Nếu mà người Lào có, người Việt có qua đây ghé chơi những mấy người Việt bên đây. Sinh sống rất là đông đúc. Hồi xưa em cũng ở đây. Em có ở đây 3 năm. Cho nên bây giờ đi qua thấy nó lạ hơn xưa. Tại vì nhiều người bán hơn người mua. Hồi xưa thì người bán, người mua nhiều hơn. Rồi bây giờ Thi thăm hết cái con đường người Việt Nam ở nơi đây rồi. Bây giờ Thi sẽ đi qua bên phía sau chợ để đi Thi kiếm đồ ăn của Lào để Thi ăn nha. Rồi cảm ơn tất cả anh chị em, bà con cô bác ở đây. Chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ, mua bán được đắt hàng nha.
Nhớ về Việt Nam ghé quán em ăn gỏi đu đủ. Ai bay sấy ai? Sổn hồn đòn bay đuôi. Sao xe mà hồng nó hộp ru quá. Ôm chai lào đảo quá mọi người. Ây da. À. Ôi bay sấy. Tài lá phủa đó. Chồng thi này mọi người ơi. Trời ơi. Bóp cắn cái tài muốn chết luôn á. Con rắn nó cắn cái tay Thi á. Rồi bây giờ Thi sẽ đi ra phía sau. Thi đi kiếm đồ ăn. Trời ơi, ôm chai lào rồi đó mọi người, được hay chưa? Dạ. Cảm ơn cả nhà nha. Chúc cả nhà mua mai bán được. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Em đi kiếm đồ ăn cái, giờ đói bụng quá. Chỗ nào bán đồ ăn nhiều? À, cảm ơn chị nha. Đúng rồi đó, coi có gì đi. Mời mốt coi ở đây nha. Cảm ơn con. Việt Nam ở Thái Lào. Lào, Khải gì nhận vô ní? À, Mia Việt là người Lào có vợ Việt. Đó. Ông Mia Việt ông Mia Việt xẹp bó. Xẹp hả? Ok bó. Ok, lấy người Việt là ok đó mọi người. Thì nói à, lấy người Việt có ngon không? Đẹp lắm hả? Ôi. À, có người phụ bán 3-4 người. Rồi bây giờ này rảnh đi lại phụ vợ, vợ đi ra ngoài chợ mua đồ. Khóp chay đó, khóp chay ai? Rồi, tầm sườn xẹp. Mà Việt Nam liền đó. Rồi bây giờ thì đi vô kiếm đồ ăn. Thì ở đây là trong chợ Đầu Hương, ngay chính giữa chợ thì có nhiều người bán sản phẩm. Cũng rất là dễ thương luôn. Với lại ngày xưa thì cũng đi hay mua ba cái đồ nè để xài nè. Mỹ phẩm này nọ nè mọi người. Đó, kẹp, cài, giày dép. Thật ra ba cái đồ mà sản xuất kép tóc này nó là toàn Việt Nam không à. Chỉ Lào chỉ có một món là đặc trưng nhất là bán vàng thôi. Vàng là Lào. Với lại ở nơi Lào là khăn này nọ là bên Thái qua hết. Bóp, bóp thì bóp Việt Nam. Bóp này nọ, nói chung ra là mọi người nhìn cái gian hàng đồ xài là đều Việt Nam. Hello. Phải không? Ôi trời ơi, bánh. Bán gì đây vì cô? Đây. Vậy hả? Thì bán sông mà. Đúng rồi, nào? Đúng rồi. Bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Vậy hả? Có qua ăn rồi hả? Rồi. Trời ơi, tại vì đi chơi nè, đi quay phim. Hello, cảm ơn anh. Anh cũng đang bán đồ đây hả? Đồ Việt Nam hay đồ Thái? À, có đầy đủ, Thái có, Việt có. Đây nè, cái xà rông mà Thi hay mặc nè mọi người. Đây nè, mỗi lần Thi hay mặc cái xà rông này nè là Thi mua đó. Dạ, cảm ơn bà con cô bác ở nơi đây. Chúc bà con cô bác mua mai. Dạ. Bữa nào về Việt Nam ghé quán con chơi nha. Rất là vui. Thì đi tới đâu thì gặp người Việt tới đó thì mọi người dễ lắm. Ở bên Lào không có khó gì mà đi kiếm người Việt đâu. Mọi người vô cái chợ, mọi người thấy ai bán giày dép là người Việt rồi. Đây là cái xà rông của người Lào nè. Đây. Xà rông người Lào. Rồi, bây giờ thì đi qua kiếm gian hàng đồ ăn. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Bây giờ thì sẽ đến tới gian hàng ăn ở tại chợ Đào Hương. Thì có nhiều gian hàng ăn, đó chính là Hellway. Hellway có hai gian hàng kế bên. Bà, chào bà nha. Bà là người Việt hả, người Lào? Tàu. Người Tàu, mà biết tiếng Việt. Tiếng được. Bà bán ở đây lâu chưa? Hà Sipi. Hà Sipi, bán 50 năm. Là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Ai dưới thao đây rồi? 79 tuổi. Trời ơi, bán Hellway chắc ngon rồi nha. Để... con muốn mua cái gì ủng hộ bà đi, thấy bà dễ thương quá, con muốn mua. Rồi bây giờ là cô đã chặt heo quay. Thì heo quay cô bán 50 năm rồi, làm rất là vừa miệng. Thì sẽ mua 50.000 tiền kiếp. Bà rất là dễ thương. Bà có muốn nhắn nhủ cho người Việt Nam và người Hoa và người Lào gì đang xem cái chương trình đài truyền hình của Thoa con không? Muốn nhắn giống như là muốn mua heo quay đến từ đâu, đến đâu, đến đây gặp bà. Bà nói sao? Bà nói... Phía xã Việt Nam, mẹ của bầu đài bó. Bác xã Việt Nam mà. Nói bà con cô bác qua tới Lào để ủng hộ. Tiếng Lào có đây. Tiếng Lào có đây. Ờ, có tiếng Lào đi. Tiếng Lào nói đi. Nói tiếng đây, bà tiếng đây. Bầu qua khải, giặc đài, thuốc phí non, nam giặc đài, kinh, mũ, có mà ni. Đó. Đó, là bà nói là tất cả anh chị em ở Thái, ở Lào, ở Cam, ở người Hoa. Nếu mà muốn ăn thịt heo quay thì hãy đến với cái quán của cô nha. Dịch lời tiếng Việt cho mọi người. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Bây giờ em sẽ đi vô bên trong. Cảm ơn bà con cô bác nha. Dễ thương quá, cô đó cũng biết bán tiếng Việt luôn. Rồi, bây giờ đây là gian hàng của bánh mì của người Lào. Người Lào thích ăn bánh mì vì dễ mua ăn và dễ đi mua bán. Với lại khi mà ăn rồi xong cái mình đi bán luôn. Đó, đi làm việc luôn. Bây giờ thì để kiếm bánh canh Lào. Bánh canh Lào ở đâu ta? Hello. Câu biệt Lào. Không bị cay. Có bị xiên. Ok, đây là bán bánh canh Lào rồi nè. Bánh canh Lào là cái mà lợi ngộ nha. Có bị là cháo nhưng mà lợi Lào là bánh canh.
Ok, bây giờ cho em hai tô, em ngồi đâu cũng được phải không chị? Đây là người Lào ăn. Bây giờ Thi sẽ mua đồ ăn ở đây. Thi sẽ kêu nước của cô này. Đây là cô này là Spy đi Me Khun Lao Việt Nam của Bảo Đài bỏ. Người Việt luôn, bán đồ ăn ở tại Lào. Bán đây lâu chưa cô? Lâu rồi. Nhưng mà hai ly rồi xong. Bây giờ cảm ơn cô, bây giờ con sẽ ra đây ngồi được phải không cô? Con, đây là con kiếm chai Lào ngồi nha. Đi khu bao Lao hả? Lào Việt Nam. Lào. Khu bao Lao đây bó. Có chai Lào ở đây rồi nha mọi người. Việt Nam không, nguyên con đường này bao đất hết ở tại chợ Đào Hương. Chấn động luôn. Nói chung ra là ở đây là người Việt hết nha mọi người nha. Là tất cả anh chị em qua tới chợ Đào Hương ở Bạc Xê thì mọi người không sợ biết không sợ là bị lạc đường để mua đi mua đồ ăn. Vô tới chợ Đào Hương ngay chính giữa là sẽ thấy nguyên cái con đường này đồ ăn Việt. Và đi vô tới trong là thấy nguyên cái chỗ bán vàng, bán đồ Việt Nam không. Cho nên tất cả anh chị em khỏi cần lo lắng khi bước qua tới đất nước Lào mà đi kiếm đồ ăn và kiếm mua quần áo nha. Rất là dễ, nói chung ra là dễ lắm. Rồi bây giờ sau đây Thi sẽ kêu hai tô bánh canh của Lào, là người ta kêu bằng khẩu Việt, cây Lào. Thi sẽ thưởng thức bánh canh Lào nha. Rồi, mà người Việt người làm luôn. Đó, cho nên là khi người Việt mà sinh sống ở tại nơi đây á thì người ta có kinh nghiệm sống theo cái cách của Lào rồi. Ở tại đất nước Lào này, tại vì ngày xưa Thi sống ở đây này 3 năm rồi Thi biết. Ngày xưa Thi bưng bánh bán, Thi bưng theo vòng theo cái con đường này nè. Đó, Thi bán theo tất cả các cái gian hàng để giống như là Thi bưng bánh bán thì ai mua bánh thì Thi bán. Đó, nói chung ra là cũng dễ lắm, cũng không có gì khó khăn ở tại đất nước Lào nha. Ví dụ mà mọi người thấy Thi quay clip gì á, mọi người sẽ biết cách đi chơi và cách ăn uống, cách ở, cách sinh sống và cách hoạt động và ở tại đất nước Lào. Sau đây Thi đã kêu bánh canh của Lào ra rồi thì Thi sẽ thưởng thức thử. Mọi người thấy ngon không nè? Bánh canh Lào là tiếng Lào người ta kêu bằng khóc việt cay. Khóc việt cay là giống như bánh canh gà. Nhưng mà khóc việt á, là nói tiếng Lào đúng dịch ra tiếng Việt luôn là cháo. Nhưng mà người ta không nói là cháo, nhưng người ta kêu bằng bánh canh. Heo quay này là kẹp chung với này là xuất sắc luôn á, hợp ru với nhau. Vậy thì ăn nha. Thì ngày xưa khổ á là Thi đi hay ra ăn bánh canh ở đây lắm. Mà rẻ nha mọi người nha, tô có 15 ngàn à. Cô bán nem ở tại nơi đây, cô là người Việt Nam luôn, bán rất là đắt. Cho nên bây giờ thấy cô rất là dễ thương, cô hay xem clip này nọ. Thì bây giờ Thi sẽ ăn nha. Bây giờ tại vì Việt Nam đông quá cho nên quay không có hết, không có thời gian. Cho nên mình chỉ tiếp tục hành trình là mình đi tiếp tục những cái nơi khác để mình quay tiếp tục, để có nhiều thời gian để mình quay nhiều hơn. Thôi bây giờ Thi ăn nha. Vì cái này là bánh canh nó bằng bột á, người ta xào liền bán liền. Cái này là người ta làm liền bán liền nha, trụng liền bán liền. Cho nên bánh canh ở đây là bánh canh sắt. Cái dạng mà nó bột quá mà người ta lăn sẵn á mọi người. Cái người ta đem ra người ta xào vô cái nước sôi, cái người ta nấu nước lèo để riêng, cái nồi múc để vô thì nó vừa ăn. Cho nên dễ ăn nha. Thi thích ăn ớt nhiều là đỏ không? Cho nó đỏ lên. Rồi sau đây Thi sẽ đi hết các gian hàng cá rồi và Thi sẽ băng qua gian hàng rau. Gian hàng rau của người dân địa phương ở đây đây á thì nhập tất cả các loại rau đều ở tại tỉnh của người Lào trồng trọt đem ra đây bán. Thì Thi sẽ đi dạo cho mọi người thấy vui không ạ? Còn mi nè, ok, ai giúp thay lấy nè? Mi là bó? Ôi, tài lao. Khuy qua bò mi. Tài lao, có vợ rồi. Thì nó chết rồi, có vợ rồi, thôi chia tay xa nhau, đường anh cứ đi, đường em hãy đi về đây. Thì bây giờ Thi sẽ vô các gian hàng mua bán rất là vui luôn. Vui quá mọi người ha, đó. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thăm đường tỉnh quê. Đây là cua đồng nha mọi người. Cua đồng, me, ốc. Cua này đem gì đi đâm gỏi đủ để ăn, với đem trộn gỏi với làm này nọ trộn để ăn. Với măng này nọ đó mọi người, cua. Đó, tâm sùng là cua đó, cua là pu nha, pu là cua. Hợp cháy ơi. Rồi, rất là vui. Ao đường chăm pa quê la sông đọt là cái bản nhạc của người ta ở đây đó mọi người, là cái bông sướng á, cho nên Thi không có nhớ tiếng hát, nhưng mà có nhiều thứ để mua để bán để ăn nha, cũng vui quá mọi người. Da heo, da trâu, da bò nè. Đây anh đi nắng ngua ở ơi, nắng ngua là da trâu á, da nắng ngua là da bò, ngua là bò, khuây là trâu. Đây là da bò nha, tất cả các loại rau. Nhưng mà Lào nó thích ăn măng nha, măng là nhiều. Măng với mắm cá bán rất là nhiều luôn đây, mắm cá. Nhưng mà thấy vui quá mọi người ha, cái chợ rau này hồi xưa tới giờ cũng y chang vậy đó. Vẫn còn y cũ nha, u như kỹ. Hello, xin chào tất cả anh chị em, thì muốn giới thiệu cho tất cả anh chị em về
món đồ của Lào đó chính là cầu tiệp. Cầu tiệp là dịch là tiếng gì? Là cái đồ đựng cơm nếp của Lào. Để đi đâu người dân người ta mua cái này nè, người ta để vô đây cái người ta bóc người ta ăn. Đây. Đây nha mọi người. Đó, để cơm nếp cho nó nóng được lâu. Đó, nó chứa cơm vô đây nè, để người ta đi đâu người ta xách đi ăn. Còn thôi ta mua cái bự này để người ta bán nếp cho người dân người ta ăn. Đó thì ở đây bán rất là nhiều nha mọi người. Thì về thì cũng mua mớ về. Còn cái này, còn cái này là để hấp nếp. Cái này để hấp nếp chung với cái nồi nữa, để vô cái nồi cái mình hấp nó. Mình hấp để mình ăn á. Nhưng mà thi về thì cũng mua cái này 10 cái để sao? Nhiều khi hấp ốc cũng được đó. Hấp ốc đó mọi người. Hấp ốc nè, mình là chế biến lại hấp ốc nè, hấp nếp. Mình do nếp xong mình để vô cái mình hấp nha, cũng rất là dễ thương. Nhưng mà thi về thì sẽ mua cái này 10 cái này 10 để xách về đường Atapu. Thôi bây giờ đã xong rồi, bây giờ thì sẽ quay hành trình như vậy rồi. Thì những cái này là tiền của Lào để người ta xếp làm những cái hình cái quạt này nọ nè. Đó để người ta biếu cho những thầy sư trong chùa đó mọi người. Thôi bây giờ đã xong rồi nha, đây là thuốc, thuốc xỉa răng, xỉa mấy người già ăn chầu á. Rồi nha mọi người, bây giờ đã xong rồi, bây giờ thì sẽ bước ra phía bên ngoài để thi tìm xe, thuê xe để thi đi lên một cái nơi tỉnh khác để quay cho tất cả anh chị em xem nha. Bây giờ đi theo hành trình tiếp theo thi nè.